Lào Cai có lực lượng lao động dồi dào với khoảng 487.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 61,6% dân số. Với mục tiêu dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025, nhiều giải pháp đang được ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh triển khai. Tỉnh Lào Cai hiện có gần 25.700 người làm việc ở ngoài tỉnh, Vừa qua, hội nghị xúc tiến thu hút lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức tại thành phố Lào Cai đã mở ra nhiều cơ hội cho người lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Hiện có khoảng 4.600 người Lào Cai là công nhân tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Mức thu nhập bình quân từ 9 đến 12 triệu đồng một người một tháng. Với mục tiêu dự kiến giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động trong những tháng cuối năm 2024 và cả năm 2025, thời gian tới sở lao động thương binh và xã hội lào cai sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp với trình độ năng lực cá nhân trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh cũng tăng cường kết nối để tuyên truyền tuyển chọn đưa lao động của tỉnh đi làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn các địa phương theo các đơn hàng đã thông báo